Người đó không tồn tại, người đó sẽ dừng lại. Hết nha. Tôi mua lại được tăng giá trị tập thể của em một tỷ để lấy 5 triệu á. Còn có 400 triệu một tỷ không rõ. Khoan, ông đang on live Facebook à? Tôi á? Ừ. Tôi bật điện thoại cho con. Tôi bị còn một cái. Người đó sẽ dừng lại, người đó không tồn tại.
Cái này trong quét là ZD đi. Thì pet nữa. Em cái gì thì chơi nhiều em không chơi được. Để cho em đi một tí. Online đi một tí. Cả qua mấy cái trò mới anh em. Nói chung là trong phòng ấy, ai mà biết chơi là biết ngay rồi. Ai... Ví dụ như LOL này em chưa, kiểu như nó vừa ra mấy năm nay thì em chưa tiếp xúc bao giờ. Nói chung là những ai mà không chơi game ấy thì thường thì tóc tai người ta đầy đủ. Có một số người mà không chơi game mà tóc tai vẫn cứ không đầy đủ. Thầy Tiến. Đúng rồi. Thầy Tiến một phong cách với những người hay chơi game ít tóc. Nấu canh, nấu canh hay Hoàng nấu canh à? Mùi gì thơm nhỉ? Mùi gì thơm ấy? Hay nấu canh nhé. Canh, canh này, canh... Canh, canh cải. Cái cải nấu với nước mắm ngon nhỉ, thơm đấy. Nấu đi. Ai nấu? Quá chưa? Có. Đang ngá rồi à? Ờ, trang điện thoại này. Thế đấy, xem điện thoại. Xem điện thoại này. Không hiểu máy tính để cái màn thì nó vô dụng. Còn nếu bắt bằng kỳ điện thoại thì... Hay nó ngốn nhiều bạn quá. Phần mềm thì chắc nó nhẹ hơn kìa. Tôi xem bằng YouTube này. Nó lạnh thế. Ra đóng cửa vào. Ra đóng cửa cho cậu nha. Một đều rồi, nhập cuộc giờ lại bắt đầu từ đầu. Tự tí nữa. Cái bơ này thì nó chủ quan quá. Cái đầu ấy. Úi giời, 2-1. Thì chú ý, quý em à? Quý em đi ra. Penalty rồi. Ai penalty? À đúng rồi. Super ấy mình cứ tưởng penalty. Phút bao nhiêu rồi? 48 gần 49 rồi. Quả thế mà không vào. Mình cứ tưởng penalty. Để đấy rồi, vào trời vẫn sáng. Thứ ở trận Arsenal đi, nó u man thân. Đá nó mãi với đường bán át ca, nó bỏ hết. Coutinho đã làm tam tành mô nhiều.
Đấy chị nhô nó biết nhau. Mio, Mio. Coutinho, Coutinho. Mourinho. Roma. Ô, cái này xuống tóc rồi à? Anh Sơn xem x x nha. Hôm nay anh Sơn lại xem x này. Ghê vãi. Xem thật à? Đây đang ngồi, mình ngồi vào cái cười. Đấy, thằng bé này. Đầu tiên đi tắm đi. Dung nhập vào phòng đồ trị nữa đây.